tức cô đầm miên trong vài gai nước chi gà nước cà tròn nắp buồn trong vài biển rác nắp tay già không sẻn trong vài mèo lưu đọc phát quy lạc phàn trong vài đào thì làm phốt và đường tham trong vài gốc Manisara Marinjarat trong vài pi tố kỷ Adam Boy trong vài mini mi sẽ phải chết thêm lần nữa chặt cặp vàng Wong Kanik trong vài gem Red Quan Zirakun trong vài rồi Rap Tập Quy Quy Thập Quát trong vài ngồi. Tại sao Bill lại cảm thấy tiền gương gai và cô bi ăn cắp đó từng quen biết nhau? Nốt phà rút dết chà măng trong vài tông Xối xả đặc kham trong vài lốc Kiếp tròn chư trong vài rách Phô đa tròn xin giếm trong vài tri chi. Bi ăn, tôi sẽ ở đây với cô, sẽ không bỏ cô một mình đâu. Ai đó?
Em đứng đó từ lúc nào sao anh không thấy? Em gọi anh từ nãy tới giờ rồi, nhưng mà anh không nghe thấy em nói. Anh quay lại đây để làm gì? Anh lấy cái chân máy quay. Anh nhìn nè, nếu như mà không có em, chắc là anh lại cài nút lệch như vậy để đi làm nữa đúng không? Cuộc sống của anh đúng là không thể nào thiếu em được. Anh cảm ơn nha. Anh cố gắng làm việc tốt nha. Ừ. Anh yêu cô Bell, anh nên nói thật cho cô ấy biết. Đừng dày dò cô ấy như vậy, làm vậy tội cho cô ấy lắm. Bell. Dạ. Là có chuyện gì anh cứ nói ra đi gai. Anh muốn nói là tối nay em đừng đợi anh về, anh không biết sẽ về mấy giờ. Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận nha. Ừ, gặp lại em sau. Giọng cô Bell phải không bác? Phải. Tôi sợ lắm bác ơi. Tôi cũng sợ. Chắc cô cũng nhận ra rồi có đúng không Bell? Bác ơi,
Chắc chắn là Mèo đã biết đó là ma rồi, cho nên mới la hét không ngừng như vậy đó. Chắc là Mèo không chấp nhận được chuyện mình đã là ma. Xin đừng làm hại chúng tôi mà. Trời ơi, thiệt tình la hét cái gì mà ôm sầm vậy? Đừng có lớn tiếng, yên lặng. Tại sao phải yên lặng chứ? Hả? Tôi vừa đi công tác ngoại tỉnh 3 ngày 3 đêm về, trời gần sáng mới về tới, định ngủ một chút mà lấy lại sức. Ai về các người la ôm sụm hết trơn, làm sao mà ngủ đây hả trời? Trời ơi. Mau ngậm cái miệng lại, đừng có nói, đừng có than vãn. Đúng vậy, ngậm miệng lại vậy, tại sao lại không được nói chứ? Ui phiền phức quá đi à, thôi tỉnh ngủ đi. Nè, ở yên đó, được việc rồi. Nè, yên rồi. Cái gì vậy nó trời? Cái gì vậy? Bèo hả? Làm tôi giật hết cả mình à? Mà sao tối hôm nay cô ăn mặc lạ quá vậy hả? Muốn tôi yên lặng lắm phải không? Lúc nãy là tiếng của Bèo sao? Phải, là tôi đó. Vậy mà không nói, nếu anh biết là tiếng của Bèo thì anh đã không ý kiến đâu ha. Sẽ nói là hét đi, đừng ngại ngùng. Hét đi. Bèo ơi, cô thử làm tiếng giao mài đi ha. Xin ôi, xin ôi. Sao mặt của Bèo lại như vậy? Bèo bị làm sao vậy hả Bèo? Ma Bèo hả? Đừng làm khùng làm điên kia Bèo, tao sợ rồi. Chạy đâu bây giờ? Đâu. Bèo ơi, em đừng có đi theo tôi nha. Xin em đó Bèo. Chờ chế hết trơn à. Nè, tất cả là tại chế mà ra đó. Nếu không mang thầy cúng tới đây thì Bèo đâu nổi giận đến mức này đâu. Ê, sao lại đổ lỗi cho một mình tôi? Không phải mấy người từ đầu cũng đồng tình thuê thầy hay sao hả? Bèo, nếu cô giận thì cứ phạt ba chế này trước đi. Cái đồ miệng thối này, cô mới là đứa nên bị đầu tiên đó. Chăm qua nghe nè rồi, dùng gạo đi. Cho mọi người đem gạo ra đây làm gì hả? Bộ nấu cơm ăn hả? Mang ra là để bắt người đó cũng à. Tôi lấy dao ra rồi, lấy dao ra rồi. Làm nhanh đi. Bao lên đi thầy. Bao lên. Thấy gì không, nước phép đó. Chính chùa. Đừng hòng thoát được nghe con ác ma. Dù là gạo hay là nước phép cũng không có tác dụng đâu. Người ơi, im miệng cho ta đi hả? Còn chưa thấy quyền năng của nước phép, người không được nói bậy nữa nghe chưa? Làm gì thầy nói đi thầy ơi. Thank you.
Cây rồi mày phép có phép một lần duy nhất đây. Ui, lần này linh hồn ngươi sẽ tan biến không còn hại người được nữa con ma ác độc. Tôi vẫn chưa chết. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu hiện nguyên hình rồi. Mày được chết lần thứ hai ngay thôi. Đừng mà. Dừng lại đi, còn tiếp tục tôi báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát về cái tội gì hả? Tôi bắt ma hả? Béo không phải ma. Béo là người mà tôi yêu. Cứu tôi. Béo, bỏ ra đi. Cứu tôi với. Đừng bỏ tôi ra đi. Béo. Làm gì bác nha, bác sợ rồi. Bèo, bác sợ thật rồi. Tóc của ai vậy? Tóc. Huh?
Cô Beo ơi, tôi sợ rồi. Cô Beo ơi, đừng có ám tôi nữa mà. Ở đâu rồi? Cô Ma Beo. Cô Beo, là tôi đây. Trốn gì trong đó vậy? Thì hết chạy rỗi rồi, chân tôi không đi nổi nữa. Thôi được rồi, đi thôi. Thoát rồi. Con đứng đó làm gì nữa, trốn đây. Không được nữa rồi. Chạy thôi. Làm sao đây? Làm sao đây chứ? Sợ quá đi à. Nè. Là bác nè. Ma Beo vừa dọa tôi á. Ma Beo vừa dọa tôi đó. Nó cũng dọa cả bác. Ai cũng dọa hết trơn đi nè. Trời ơi. Nữa ra cả tông nữa. Ma Beo dọa tông nữa đó. Làm sao bây giờ đi tiếp theo? Phải làm sao đây hả? Lên sân thượng. Lên sân thượng đi. Lên đi. Beo ơi, đừng làm gì mọi người nha Beo. Thả chúng ta đi đi, chúng ta sẽ làm phúc cho cô. Phải. Tôi không tin. Tôi biết là các người nói dối thôi. Các người chưa từng tốt với tôi bao giờ hết. Thế nhưng tôi đã cố gắng đối xử tốt với các người rồi. Nhưng tại sao các người lại ghét tôi như vậy chứ hả? Hôm nay các người sẽ phải trả giá vì tệ bạc với tôi bằng chính mạng sống của các người. Biến đi đâu hết rồi chứ? Cao Phan, làm chị giật hết cả mình. Nè, chị cứ tưởng là ma kéo chị chứ. Trễ rồi, mau về phòng đi. Mẹ em vẫn chưa về nhà.
Cái gì vậy Cao Phan? Có chuyện gì? Em thấy mọi người tất cả bỏ chạy tán loạn, leo lên tòa nhà quan kia kìa. Cô buồn, đừng làm gì chúng ta cha, thả chúng ta đi đi. Bởi chuyện vừa qua, chúng ta thật sự xin lỗi cha. Xin lỗi, xin lỗi. Thì đã quá phụ bạn rồi. Béo à, tôi biết cô và mọi người đang ở ngoài đó. Cô mở cửa cho tôi có được không? Cô Bi An. Bi An, cô Bi An. Bi An, cô Bi An. Bi An, muốn ra ngoài này lắm đúng hay không? Bi An, Bèo à, đúng, cô thả mọi người ra đi. Muốn tôi thả bọn họ ra lắm đúng hay không? Không đời nào. Bèo à, việc cô nghĩ sẽ đi trả thù mọi người, đó chính là nghiệp. Nó sẽ khiến cô đào thai vào chỗ không tốt đẹp. Tôi không mượn cô dạy dỗ tôi. Cô cũng giống như bọn họ thôi. Cô không thích tôi, chưa từng gần đầu với tôi, bởi vì cô muốn cướp gai ra khỏi tay của tôi thôi. Không đúng, cô đang hiểu lầm tôi rồi đó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ cướp gai của cô. Tôi không tin cô. Miệng cô nói cô không nghĩ gì về gai hết, nhưng mà hành động của cô thì đi ngược lại điều đó. Tôi biết cô đã hôn gai rồi. Hả? Đúng vậy, tôi đã từng hôn gai, nhưng đó không phải là linh hồn của tôi. Lúc đó có con ma nhập vào người tôi, cho nên lúc đó tôi cũng không biết mình đã làm ra những gì. Cô chắc cũng hiểu rõ mà, có phải không? Bởi vì cô cũng là ma. Vậy là đủ rồi Béo. Cô chấp nhận sự thật đi. Bây giờ cô và chúng tôi mỗi người một thế giới rồi. Cô không tồn tại trong thế giới này nữa rồi Béo à. Không đúng, tôi vẫn chưa chết mà. Nếu cô vẫn chưa chết thì tại sao cô lại ở trong tình trạng này chứ? Cô chấp nhận sự thật đi Béo, chỉ chính cô thôi. Buông bỏ mọi thứ và đi ra khỏi đây. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại đây. Tôi sẽ ở cùng với gai suốt đời. Tôi ở lại đây vì gai. Dù tôi có làm ma cũng sẽ không bao giờ rời khỏi anh đấy. Tôi không thở được. Trời ơi bác ơi, nếu mà chúng ta không đi cứu thì sao? Thôi con bé nó chết theo Beo bây giờ đó bác. Đi cứu nó đi. Tôi không thể thở được. Cũng tốt thôi, cô cũng sẽ chết. Xuống dưới này cùng giấc dưỡng chung với tôi thôi. Tôi chưa thể chết bây giờ. Tôi xin cô, hãy thả tôi ra. Cô nghĩ lời cầu xin của cô bây giờ có thể cứu sống được cô hay sao? Tôi đã khóc lóc cầu xin cả đời rồi, nhưng mà đã có ai buông tha cho tôi? Tôi từng cầu xin một người tốt với tôi. Không phải tại tôi đâu, là cô hậu đậu mà. Bực mình nè. Rồi sao đây? Cầu xin mọi người làm bạn với tôi.
Mọi người ơi, Bèo mang bánh đến cho mọi người ăn nè. Không ăn, không thích. Tôi đang cố giảm cân. Dạ đây. Ơi. Ôi, xin lỗi nha, rơi mất rồi. Trời. Từng cầu xin mọi người thương cảm tôi một lần. Tháng này không có tiền trả tiền phòng hả? Dạ, con xin quản đến tháng sau trả có được không bác Noi? Không được, tôi cho cô 3 ngày để xoay sở. Nếu như cô không có tiền trả tiền phòng thì mau cuốn gói chuyển đi đi. Đừng làm gì bác nha Bèo. Đủ rồi, đừng làm gì bác nha. Bác sợ rồi, bác sợ thật rồi. Cổ tôi, cổ tôi. Từng cầu xin bọn chúng thả tôi ra. Tôi cầu xin các người. Nhưng mà tôi chưa từng nhận được bất cứ cơ hội nào hết. Vậy thì tại sao? Tại sao tôi phải nghe theo lời cầu xin của cô hôm nay hả? Mia, giờ làm sao? Mia. Cục đi ăn. Bia ăn. Bà Bèo biến mất rồi. Bia ăn. Giờ làm sao đây Bia ăn? Chung cư lại cúp điện nữa rồi sao? Cúp suốt cả năm luôn à? Chắc là phải chuyển sang chỗ ở khác rồi. Nè, làm gì giật hết cái mình à? Nè, tâm trạng tôi đang không tốt, tránh ra đi. Tôi nói rồi đó, tránh ra, có hiểu không vậy hả? Nói chuyện với tôi đàng hoàng đi, có khi tôi sẽ tránh đường cho đó. Nói chuyện đàng hoàng có khi cô sẽ tránh đường cho hả? Nằm mơ đi, có thần kinh không? Nè, muốn thử sức với tôi có phải không đây hả? Được rồi, để tôi tát cho bà xem ha. Nè, cản đường hả nè? Lá gan cô cũng to lắm đó. Tôi còn dám làm nhiều hơn cô nghĩ nữa đó. Cô mà dám sao? Lên thử xem. Có được không vậy Bian? Kéo mạnh lên đi Bian. Kéo mạnh nữa lên. Cứu chúng tôi với. Cứu giới, có ai nghe thấy không? Cứu giới. Làm ơn cứu giới. Sao rồi hả cô Bia? Sao đây? Cửa bị khóa trong rồi. Em Bia An, tại sao hồn ma của Bèo lại có nhiều quyền năng như vậy hả? Em nói đi. Linh hồn mang oán hận mà. Lúc cô ấy còn sống ở trên đời, cô ấy bị bắt nạt, bị chèn ép, chưa từng nhận được sự công bằng nào. Nên khi chết, cô ấy chỉ nghĩ tới việc trả thù mà thôi.
anh Jack à? Anh chở em tới đầu ngõ nha anh. Bèo hả? Vậy thôi, để em tự đi cũng được. Bèo à, đi bộ chi cho nó mỏi chân chứ, đi với tôi đi. Để tôi đưa đi cho, yên tâm ha. Lên đi ha. Lên. Lên đi. Ngồi cho cẩn thận nha. Tôi lái nhanh đó, cẩn thận coi chừng ngã đó. Anh chắc là anh làm gì vậy? Không có, anh chỉ lo lắng thôi à. Ôm chặt vào đi nha. Anh chạy nhanh lắm đó. Thôi không sao đâu anh, em ổn mà. Ôm chặt nha. Đi đây. Hôm qua anh ơi vừa mới lắp thắng đĩa cho nên là có một chút vô quen thôi à. Ôi dù. Xin lỗi em nha. Đi thôi. Ui, cái thắng đĩa này giật ghê quá. Vậy là tôi được thoát rồi. Bởi vì tôi chưa bao giờ bắt nạt cô Bèo. Cậu chắc chưa hả Toàn? Anh Toàn, ngày tốt lành nha anh. Chào em. Ôi trời ơi. Thiệt tình à, giờ hết trơn rồi. Thằng Toàn này, sao bác lại đập đầu tôi chứ? Đồ biến thái. Tôi vừa thấy cậu làm cái gì đó nha. Sao hả? Còn dám nói là cậu chưa từng bắt nạt người ta không? Bây giờ cô ấy đang bắt đầu trả thù rồi. Người bình thường thấy ma, em thì làm sao có được phép thuật chứ? Ngừng ngay cái ý nghĩa sẽ chia cắt tôi và Gai đi, hiểu chưa? Gai đã nói với tôi là anh ấy sẽ sống cùng tôi mãi mãi rồi. Câu chuyện liên quan đến Bèo chúng tôi cũng chỉ biết mấy ngày gần đây thôi. Cô ấy bị cưỡng hiếp thật sao hả anh cảnh sát?